Rồi hello bạn, thì hôm trước thì mình có ra một cái chương trình tập 30 ngày nhảy dây, nhưng mà nó rất là nặng, nó không phù hợp cho người mới, nó chỉ thích hợp cho những người tập lâu năm, cho nên là hôm nay mình sẽ cho các bạn một cái lịch tập nhảy dây phù hợp hơn dành cho những người nào mới bắt đầu ha. Thì ngày đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với 50 cái nhảy dây trước, rồi ngày thứ hai chúng ta sẽ nâng lên một xíu là ngày 150 cái, và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ giảm xuống lại còn 90 cái. Nói chung là số lượng là mình đã ghi rõ ràng từng đây từng đây từng đây từng đây đó, mình sẽ nâng lên cách từ 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 để cho thể lực của bạn sẽ gia tăng. Rồi tới ngày 6, ngày 7 thì chúng ta sẽ rest 2 ngày liên tiếp, tức là chúng ta sẽ nghỉ nha. Chúng ta sẽ nghỉ 2 ngày liên tiếp, thì mục đích của việc nghỉ 2 ngày liên tiếp ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn phục hồi lại toàn bộ cơ thể đó, nó sẽ giúp cho cơ thể bạn được phục hồi và sẵn sàng cho cái buổi thứ 8. Thì cái buổi rest này là rất là quan trọng các bạn đó. Nếu mà ngày nào các bạn cũng tập 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 mà không có những cái ngày nghỉ ngơi như thế này thì cơ thể của bạn nó sẽ rất là dễ bị chấn thương, phần sụn của bạn nó sẽ bị chấn thương và nó sẽ dẫn đến các bạn phản tác dụng và không phát triển chiều cao. Cho nên là bắt buộc là cứ một tuần là bắt buộc các bạn phải nghỉ ít nhất là một ngày để cơ thể chúng ta nó sẽ phục hồi đó. Và mình sẽ nâng 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 lên cái từ từ số lượng của bạn. Và sang ngày 29 á, đây ngày 27, 28 thì chúng ta vẫn rest đó, cứ mỗi lần nghỉ là chúng ta sẽ nghỉ 2 ngày liên tiếp nha, để cho cơ thể bạn nó phục hồi một cách hoàn toàn. Rồi sang ngày 29 là chúng ta sẽ tập 500 cái và ngày 30 chúng ta sẽ tập 700 cái đó, thì cái chương trình này nó sẽ gồm khoảng 30 ngày thôi nha. Rồi thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn sơ qua cái kỹ thuật nhảy dây nha. Đầu tiên á thì các bạn hãy lựa chọn cho mình dây với kích thước vừa phải nha, không được ngắn quá cũng không được dài quá so với cái chiều cao của mấy bạn. Rồi thứ hai á là tay của bạn, khi các bạn để tay này thì tay của bạn cũng không được quá rộng như thế này, cũng không được quá hẹp như thế này, nó sẽ rất là khó nhảy. Rồi thứ ba á, thì khi các bạn vung dây á thì cái phần các bạn chỉ được xoay cái phần cổ tay này thôi, chứ không được là vuông nguyên cánh tay đó. Và cuối cùng á là các bạn hãy tiếp đất cho mình nửa cái bàn chân trước nha, nửa cái bàn chân phía trước chứ không phải là tiếp đất nguyên bàn chân nha. Mình thấy rất là nhiều bạn gặp phải cái lỗi là bạn nhảy nguyên bàn chân. Còn nếu mà bạn nào chưa biết nhảy dây á thì bạn có thể nhảy không dây cũng được, làm viên trước đó. Rồi chúng ta sẽ từ từ chúng ta bắt đầu tập với nhảy dây đó. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.